Chào cô và các bạn. Con tên là Bùi Nguyễn Duy Long, con đến từ Quảng Ninh ạ. À. Và con hiện tại đang sinh hoạt tại nhóm bằng lăng tím ạ. À. Và con muốn cô giải đáp một thắc mắc cho con là con là một người không ham chơi game và cũng không có đam mê về chơi game, nhưng con lại dễ bị cám dỗ bởi những lời dụ dỗ của mọi người ạ. À con sẵn sàng chơi đến 2 3 giờ sáng với người ta và con mặc dù con biết đấy không phải là sở thích của mình và con biết đấy có hại với mình ạ. Mong cô giải đáp cho con ạ. À, câu hỏi rất là hay. Bởi vì chúng ta có nhiều người như thế, phải không? Tức là cái đấy không phải sở thích, nhưng mà chúng ta nghe người ta rủ dê mình mình không làm chủ được, không làm chủ được thế thì ở đây cô có hướng dẫn cho bạn một chút về nhân quả phước báo đã nhân quả phước báo bởi vì đôi khi chúng ta bị nghiệp lực của chúng ta dẫn dắt đi cho nên chúng ta sẽ làm thế này khi bất cứ mình làm một việc thiện gì một việc thiện gì mình cũng xin hồi hướng là con làm việc thiện này Sinh ra bao nhiêu công đức Thì cho con hồi hướng cho con Để cho con có phước báo Để cho con làm chủ được mình Và con luôn luôn hướng thiện không bị những cái bất thiện nôi kéo mình đi Cái đấy các bạn phải hồi hướng đã nha Tại vì Phần này nó là nghiệp lực Vì sao? Vì là bản thân mình đã thấy nó là không tốt rồi nhưng mình không chiến thắng được mình vẫn bị như vậy và đôi khi chơi xong rồi mình lại tự trách mình thì như vậy nó rơi vào là cái năng lực của nghiệp nó nặng quá mình không làm chủ được mình và hầu như là mình như vậy là mình đang ở thế là bị lô lệ tức là trong tâm thức của chúng ta nó có hai nhân vật đối lập nhau đó là một nhân vật mang tính chất ông chủ và một nhân vật mang tính chất lô lệ. Cho nên ở ngoài xã hội bao giờ cũng thế, có người làm chủ và có người làm theo. Thấy không? Và cấp độ làm chủ của chúng ta như thế nào thì phụ thuộc vào chính chúng ta. Thế thì ở tuổi của các bạn nên chúng ta có tư duy trước chủ định trước thì chúng ta luôn luôn phát triển được ông chủ, tính năng ông chủ thứ nhất và cũng gọi là quan trọng nhất là chúng ta phải định hướng tư tưởng cho mình thì chúng ta trở thành ông chủ này tôi chỉ nói việc thiện và tôi nghe tất cả những người nào mà hướng dẫn cho tôi giúp cho tôi làm việc thiện làm việc giúp cho tôi có lợi ích như vậy mình là ông chủ của mình và mình là chủ của tất cả đối tượng xung quanh Tức là người nào đưa mình đến việc tốt thì mình sẽ học hỏi kiến thức và mình sẽ làm kết hợp cùng với người ta tức là mình làm chủ người ta. Chỗ này các em có hiểu hoặc không? Cho nên ở tầm tuổi này là tầm tuổi rất quan trọng quyết định mình sẽ trở thành ông chủ trong tương lai hay mình chỉ là kẻ lô lệ trong tương lai. Chính là ngay bây giờ chúng ta phải thành lập cho chúng ta hệ tư tưởng và nếu như mà em nào mà thành công được ở trong cái hệ tư tưởng này cô chắc chắn người này sau này chỉ trở thành người quản lý trở lên không bao giờ trở thành người quen người làm theo không bao giờ tức là chúng ta luôn chủ động nhé cho nên cô nhắc lại này thứ nhất là khỏi tư tưởng làm theo tư tưởng đó và mình sẽ dẫn dắt người khác bằng tư tưởng đó không chấp nhận người khác dẫn dắt mình bằng tâm tư tưởng khác đi như vậy mình sẽ lên thành ông chủ và tất cả mọi sự thành công của tất cả mọi người đều xuất phát từ đây đó cho nên cái tâm ông chủ luôn luôn phải hướng tới ví dụ như cô cũng thế cô có thể hướng dẫn người khác làm việc thiện nghe theo người khác để thành tựu thiện pháp cho mình không bao giờ ai có thể xui cô hoặc là cô có thể làm trái đi cái này cho nên cô không bao giờ phải ở bên dưới luôn luôn có thể dẫn dắt được một hội, ít nhất một hội nhóm trở lên thế trên cái này cô truyền kinh nghiệm cho các bạn nhớ đừng bao giờ để tâm lô lệ của mình xuất hiện nó sẽ đưa mình đến khổ đau nhé và ngay bây giờ chúng ta cũng thế cái đó không có lợi tức là chúng ta phải từ bỏ được cái mà không đúng với tư tưởng của chúng ta phải làm chủ được nha